Chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, đây bây giờ chúng ta chọn được đội hình rồi đúng không? Đấy thì cái bản mới này nó sẽ có một số thay đổi nhỏ trong cái việc là chọn tướng. Thì cái chọn tướng này thì hôm nay mình nói với anh em nhiều rồi. Cái bản mới này chọn tướng đó thì anh em có thể chọn tùy theo anh em, cái cách chơi của anh em, hoặc là anh em chọn những con tướng là theo kiểu bây giờ á. Nó có 30 con tướng được chọn, nó có 30 con tướng được chọn mà anh em chỉ chọn được 10 con đó thôi thì 20 con còn lại nó sẽ không có xuất hiện ở trong game. 20 con bị mất đi nha bạn. Anh em nghĩ đem lại mấy cái kia thì anh em nghĩ là ok thì chắc là chọn được không, nhưng mà nó đến mức là nó mất đi 20 con tướng luôn. Anh em sẽ mất đi 20 con tướng luôn nha. Nó sẽ có một số con tướng được chọn bao nhiêu, để mình coi, mình không nhớ là bao nhiêu con tướng được chọn nữa. Nhưng mà anh em sẽ có cái con số tướng chung là bao nhiêu mình quên rồi. Số tướng chung là 55 tướng chung thì phải, nhớ như vậy, không nhớ 50 hay 55 gì đó. 55 tướng chung. Tướng chung đó thì tất cả những 8 thằng trong game đều chơi được hết luôn. Nhưng mà 30 con tướng được chọn, 30 con tướng được chọn này tùy theo anh em chọn nha. 10 con 10 slot này thì 20 con còn lại anh em không chọn là nó không ra. Mất đi 20 con tướng, cái này nó còn hơn là bị khóa đi nữa. Khóa đi thì khóa chừng 3-4 con, 5-6 con hoặc 10 con thôi. 10 con là cái là dữ lắm rồi. Khóa đi hẳn luôn là 20 con tướng. Trời đất ơi. Cho nên bây giờ nói chung là cái số lượng tướng nó gói gọn rất là lớn. Cho nên nhưng mà phải chia số lượng tiền ra nha anh em. Đừng chọn quá nhiều con 5 tiền. Anh em có thể chọn 2 slot bất kỳ đó. Anh em có thể chọn một con 5 tiền ở trong kia, còn 2 slot bất kỳ đó thì anh em nên chia ra một con 5 tiền nữa là được, hoặc là theo kiểu là một con nào đó, chứ còn không có, đừng có chọn quá nhiều 5 tiền. Quá nhiều 5 tiền nó kết hợp với lại 5 tiền mà đang có trong bộ tướng chung thì nó lại bị chia lẻ ra nhiều quá. 5 tiền nó ra đã ít rồi mà nó ra những cái con tướng anh em không cần nữa thì thật sự là nó cũng hơi nó hơi ấy chút xíu. Cho nên là thôi, chọn ở trong cái tướng chọn anh em thì anh em chọn ít là 1 con, nhiều là 2 con thôi. Còn con tất cả những con còn lại thì từ 4 tiền đổ xuống cho mình. Càng thấp tiền anh em càng có tỷ lệ ra những con tướng anh em muốn. Đấy, chứ còn mà anh em mà chơi lúng quá thì nó cũng không hay, lúng quá thì nó cũng không hay thiệt. Thật sự rồi. Ok, bây giờ như vậy thì cũng được. Nói chung là cái meta này thì không có thay đổi quá nhiều. Bộ World bị giảm sức mạnh thôi, nhưng mà giảm cũng ít, nó không có giảm quá nhiều. Cho nên Warrior đi vẫn được, Warrior vậy vẫn được. Với lại thay đổi một số cái gọi là cái tính năng gọi là thêm đồ. Anh em sẽ có những cái trang bị rất là từ sớm luôn á. Từ sớm luôn, tại vì trang bị bây giờ thí dụ giống như hồi trước là nó sao ta, hiệp hai cái mấy cái rớt đồ sớm thì hiệp 30 anh em mới chọn được cái đồ xịn, hiệp 20 là anh em đã 25 anh em đã chọn được đồ xịn rồi. Thì đó nó có, nói chung là cũng hên xui, nó cái này nó cũng hên xui thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì quá nhiều tới cái việc là cái lối chơi. Tại vì cái này nó không có phải là từng người mà thằng nào nó cũng nhận được hết, thằng nào nó cũng y như vậy. Cho nên là thôi bỏ qua. Cái nào mà nó chung thì thằng nào cũng có cơ hội hết anh em không, mà cái gì mà thằng nào cũng có cơ hội thì nó giải quyết không nhiều, nó giải quyết không nhiều vấn đề. Ok, bây giờ đương nhiên là phải đi 5 rồng chứ, ra 2 con rồng mới, rồi anh em phải đi 5 rồng liền. Đi 5 rồng tại vì bài này mình build sẵn rồi, cái đội hình rồi mình build sẵn 5 rồng rồi, cho nên là bây giờ không, đội hình này mình có thẳng là 6 rồng luôn. Nhưng mà về cuối mình sẽ sử dụng con rồng 5 tiền càng tốt, tại vì con rồng 5 tiền là một con rồng phép. Nếu mà bạn đi bài bộ phép đó thì anh em nên đưa nó về con rồng 5 tiền để mà kích hoạt cái nội mà bộ rồng thôi. Anh em đã có 3 con phép rồi. Nội bộ rồng thôi anh em đã có 3 con phép rồi, bây giờ 5 rồng nữa đi 6 phép rất là dễ. Anh em chỉ cần level 8 thôi, 8 slot là anh em đã có 6 phép 5 rồng rồi, rất là dễ luôn. Cho nên là bây giờ anh em chỉ cần mà đi bộ phe đi 5 rồng rồi thì anh em đi bộ phép nó tuyệt vời, tuyệt vời luôn. Nhưng mà chủ yếu là anh em có muốn đi bộ phép hay không thôi. 5 rồng bây giờ nó có thể kết hợp được khá là nhiều bộ luôn, tại vì nó có hiệu ứng khống chế. Nó có hiệu ứng khống chế và bạn nên nhớ nha, rồng nó cũng có 2 rồng xuyên luôn. Rồng nó cũng có 2 xuyên luôn. Cho nên nếu mà đi 6 xuyên rồng rồi kẹp thêm hiệu ứng khống chế theo kiểu là kích hoạt dạng 5 rồng á, mà kích hoạt mấy con mà có hiệu ứng khống chế lớn giống như là Siren hay là Tsunami đồ này kia đó thì nó lại quá tuyệt vời luôn. Đó, cho nên 5 rồng anh em bây giờ anh em có thể đi được khá là nhiều đội hình. Tại vì rồng có thể kết hợp với phép là chắc rồi, rồng cũng có thể kết hợp được với xuyên luôn. Mà xuyên thì nó sớm mà 6 xuyên thôi. 6 xuyên với 6 phép này kia anh em có thể đi 5 rồng. Xuyên thì anh em nghĩ xuyên đâu có kích hoạt kỹ năng. Ừ thì cũng đúng. Xuyên cũng không có kích hoạt kỹ năng nhiều, nhưng mà bạn nên nhớ còn slot thì anh em có thể đưa vào để lấy cái kích hoạt kỹ năng của bộ xuyên. Thí dụ như giờ đi 6 xuyên bơm 5 rồng thử coi. Bơm đặt từ đầu tiên, bơm 2 nổ một cái thì chỉ có chết thôi bạn. Hoặc là Canon 2. Canon 2 kích hoạt kỹ năng đầu tiên luôn, khỏi còn chờ ma năng. Trời ơi, nó bắn cho thì chỉ có nước mà cháy máy thôi bạn. Đúng không? Xong rồi còn thiếu gì con mà sát thương vật lý nữa bạn. Thiếu gì con sát thương vật lý mà đi theo kiểu là cái dạng đi với xuyên được đâu. Nhiều gấu phép cũng được, quên nhầm gấu assassin cũng được nữa. Đó, quá tuyệt luôn đó chứ. Con nào mà có kỹ năng là sát thương vật lý thì có thể kết hợp với bộ xuyên được, mà kết hợp với 5 rồng thì càng ổn. Tại vì 5 rồng bạn nên nhớ, 5 rồng nó không phải chỉ là để kích hoạt mana không, mà 5 rồng 3 con tướng trong 5 rồng đó là đã có khống chế rồi. Rồng 3 tiền Shining Dragon khống chế giảm sức mạnh suy yếu là đánh giảm 45% đam của đối phương. Rồng phun nước miếng phun cái giảm tốc đánh của đối phương. Rồng 5 tiền 2 đầu, 1 đầu thiêu đốt, 1 đầu giảm tốc đánh. Trời đất ơi, 3 con rồng thôi là bạn đã thấy rồi. 3 con rồng thôi là bạn đã thấy hiệu ứng khống chế nè. Cả 3 con luôn nha, 3 con hiệu ứng khống chế luôn. Vậy đó thì kẹp team nào không ngon mà. Cho nên 5 rồng bây giờ là meta. Khả năng cao là mùa tỷ lệ thắng của 5 rồng cái tuần này đó nó phải đâu đó nó lên tới cái mức mà nó phải là vô địch thiên hạ luôn bạn. Nó tỷ lệ thắng của 5 rồng cái mùa cái tuần này thì nó phải đâu đó 30%. Tại bộ rồng khá mạnh nha. 2 con rồng mới đem về, bạn mình nói thiệt luôn, hồi trước tới giờ nhà phát hành nó chơi nó thường á là ít có khi nào mà đem về ra mắt cả 2 con tướng mới chung một lượt lắm. Gần như là không có luôn. Là ra một con thôi. Tại sao biết không? Tránh tình trạng là nó mạnh quá, gọi là nó bị kiểu giống như là con tướng lỗi đó, xong rồi nép không có kịp. Tại vì cả 2 con biết nép con nào. Một con thì còn dễ chứ 2 con nó bắt đầu khó rồi. Cho nên là hồi bây giờ mà trở lại đâu phải ít đâu bạn. Lava Saman nè, rồi Evicanai nè, rồi rồng 2 tiền, rồng 3 tiền Shining Dragon cũng làm lại skill nè, rồng 5 tiền cũng làm lại skill nè. Bạn thấy chưa? Nó nhiều đó thôi, Tutka nữa, Tutka cũng trở lại nữa. Trời đất ơi, nghe thấy là muốn cháy, nghe thấy là cháy máy rồi. Nói chung là cũng được. Nói chung là bây giờ cứ đưa ra đi, game thủ nữa, có cái là game chơi trò này toàn là não to không à. Ta nào cũng não to không là chứ cứ đưa ra đi là tự động người ta biết gọi là tìm được cách chơi hết rồi. Đó, nhưng mà chọn đội hình là một trong những cái mà quan trọng nha anh em. Anh em chọn đội hình mà anh em không chọn được đội hình tốt thì thật sự là cũng hơi khó cho anh em thiệt. Anh em không có đội hình tốt thì giống như là anh em nửa đường thua rồi. Nửa đường thua rồi. Bây giờ anh em phải chấp nhận là anh em phải nghiên cứu cái việc là lên đội hình như nào. Lên đội hình như nào. Ok, lên được con này 2 sao mới chất lượng chứ. Lên con đó 2 sao cũng không biết để làm gì, nhưng mà thôi như vậy đi, kích hoạt Power Warrior. Kích hoạt Power với lại 2 con đỏ cộng 150 máu thì cũng ít thôi. 150 máu không nhiều. Giai đoạn đầu thì ăn tiền là mấy con 2 sao nó cộng thêm 150 máu là khá trâu. Chưa đi được 3 rồng, bây giờ mình có 3 rồng rồi, nhưng mà 3 rồng 1 tiền. Quên, 3 rồng 1 sao. 3 rồng 1 sao thì nhầm nhò cái gì. 3 rồng 2 sao thì còn may ra, ta còn cố gắng, chứ còn 3 rồng 1 sao thì không ăn tiền nữa, nó phế. Agali cái này mua đi human mà, phải đi human chứ. Trời, trang bị cũng được quá nha, 3-4 cục ma năng là mình thấy thích rồi. Nói chung là có ma năng đi bộ phép là đâu có sai được anh em à, đâu có sai được. Có ma năng đi phép là tuyệt vời luôn, nhưng mà đặc biệt nha, nếu mà mình bây giờ mà đi phép á nha, thì mình sẽ chú ý tới cái trượng hướng tới. Cái trượng hướng tới là một trong những cái trượng mà nó đem lại sát thương kỹ năng rất là ổn định luôn, mạnh mà nó có hút máu nữa, nó có hút máu kỹ năng nữa, cho nên là đi bộ phép rất là ổn luôn. Kể cả bạn không có gậy xét thì bạn cũng nên ép cho mình một cây gậy huyến tới, chưởng một cái thôi là ăn tiền. Đặc biệt là già 2 hay là 10 điểm gậy huyến tế thì bạn biết nó ghê cỡ nào. 50% sát thương kỹ năng, chưởng một cái mà bạn nghĩ đi, già nó không cần cái gậy đó thôi, nó chưởng đã đâu rồi. Mà nó còn lên thêm 50% sát thương kỹ năng nữa thì già nó chưởng tới cỡ nào. Ghê lắm nha, ghê lắm nha. Cái đó là phải nói là một trong những cái mà anh em phải lưu ý á, lưu ý nha. Đấy. Trời ơi, lên một phát 2 con luôn, sướng dữ vậy trời. Lên một phát 2 con luôn, 2 con human. 2 con human này là 2 con đem lại sách cho mình nè. Sách thì lên level 12 thì mình cần phải có tổng cộng là 27 cuốn, gọi là ổn quá nha. Gọi là chủ động lên 27 cuốn thì anh em sẽ dễ lên level 12 hơn. Còn không thì bèo cũng 26 cuốn thôi. 26 cuốn thôi chứ không có ít hơn được nữa. Ít hơn là anh em lên không có được. 26 hoặc 27 cuốn, nhiều nữa thì càng tốt, còn không thì thôi. 26 hoặc 27 là đẹp. 4 con 2 sao giai đoạn này thì nó lại bá đạo nha, nhưng mà thằng đầu bảng nó ghê à. Thằng đầu bảng nó đang có 7 trận thắng liên tiếp à. Ghê, trâu. Nhưng mà trâu thì trâu chứ tao nhầm nhò gì. Phép à, trời thằng này cũng đi phép. Thằng này đi human rồi nè. Thằng này có human rồi nè, có phép luôn nha. Cũng ghê đấy, cũng ghê đấy. Nhưng mà mình xịn hơn ở cái là mình có 2 sao nhiều hơn. Tao có 2 sao nhiều hơn, tao trâu hơn. Nhưng mà mình ít tiền quá, mình mà hiệp 12 mới có level có 17 tiền là có vẻ như là hơi ít tiền nha. Mình hơi ít tiền, nhưng mà tại biết sao Agali Kenai là một con 3 tiền, chó 2 tiền, cho nên là cũng hơi tốn tiền, nó up nó 2 sao. Cho nên là lên nó thọt tiền là đúng rồi. Mà hàng dự bị các bạn, hàng dự bị 8 con luôn chứ bộ. 8 con mà đâu có rẻ đâu, toàn 2-3 tiền không à, cho nên là thọt tiền. Thọt tiền, nhưng mà bây giờ nếu mà mình có cái chuỗi thắng từ cái đội hình này á, thì mình sẽ tích tiền lại nhanh thôi. Nhanh thôi. Không có chuỗi thắng thì cũng phải ra thắng 1-2 hiệp gì đó. Tại vì thắng mỗi hiệp là được 1 tiền. Thắng mỗi hiệp là được 1 tiền đó, nó chỉ cần bạn chẳng tiền bạn thêm được 1 tiền thôi. Là nó thêm lại thêm để cho bạn thêm được quá nhiều cái tiền nữa thì nó lại càng hay. Đấy. Agali Kenai, trời Agali Kenai 2 nó mạnh nha. Agali Kenai 2 nó búp một cái sướng dễ sợ luôn, đặc biệt là không phải là nó chỉ gây sát thương không mà nó còn nó còn hồi máu nữa. Đó, thấy chưa, nó còn hồi máu nữa, chứ còn mà gây sát thương không thì Agali Kenai chưa đủ mạnh. Nhưng mà nó còn hồi máu nữa, cái hồi máu mới là cái mình cần quan tâm. Chứ còn mà nếu mà tính giỏi sát thương không thì cái Agali Kenai này sát thương nó tệ. Tệ nha. Tại vì nó không có búp cho nó mà nó búp cho thằng khác. Mà búp cho thằng khác, bạn biết là búp cho thằng khác á, thì nó gây được sát thương lần đó thôi mà con xung quanh con này vẫn bị đánh. Xung quanh con này vẫn bị đánh cho nên nó có thể chết luôn. Mà nó là người nắm giữ kỹ năng. Mà nó là người nắm giữ kỹ năng mà nó chết một cái á, thì kỹ năng đâu ra nữa. Cho nên cái chiêu của Agali Kenai á, nó rất là phức tạp. Nhưng mà nó được có cái nó giải quyết hết mọi vấn đề là sao? Nó hồi máu. Nó hồi máu cho nên là nó giải quyết được khá nhiều vấn đề. Còn hồi đó Agali Kenai nó sẽ không có búp theo kiểu là giống như là cái con tướng mà ở bây giờ con Agali Kenai này nó sẽ có cái cơ chế búp cái kỹ năng vô người đó. Team mình đó là sao? Là team mình thấp máu và đứng ở gần nhiều quá nhất. Ở nhiều kẻ địch nhất thì nó sẽ búp cho con đó, giống như bây giờ nó búp cho nó. Tại vì sao nó đứng ở gần kẻ địch nhiều nhất đó cho nên là nó búp cho nó. Còn nếu mà nó búp cho thằng khác thì thằng khác phải đứng thấp máu và đứng gần kẻ địch nhiều nhất. Đấy, cho nên là bây giờ cũng khó chịu. Ok, rồi vẫn win là được. Win là được bạn. Wow, chà, khó chịu thiệt sự luôn. Ok, rồng nè. Trời, bạn coi ở ngoài đó mình nuôi bao nhiêu con rồng rồi. Ở ngoài đây mình nuôi là 4 rồng, 5 rồng luôn rồi đó. Mà có cái là 4 rồng, 5 rồng luôn mà bây giờ không có chỗ đưa vào. Tại vì rồng không lên 2 sao đưa vào thì khác nào thua đâu bạn. Dù có 5 rồng đi nữa anh em không có lên được 2 sao thì anh em cũng thua thôi. Nội hàng dự bị này không là mình nuôi biết bao nhiêu tiền luôn rồi đó. Mà nãy giờ nó, thí dụ như con Venom á, lên 2 sao đi là mình cứng tay à. Mà nó không lên. Nó lên thì nói làm mẹ gì, chủ yếu là nó không lên nữa chứ. Nó lên thì nói làm cái gì nữa, đúng không? Ok, trời ơi, cuộc tinh thạch sinh lực. Cuộc tinh thạch sinh lực này chắc để ép cái trị tim thôi. À, đột quỵ cho nó khỏi đánh. Đấy, Venom nè, đó Venom lên 2 ngon nè, Venom lên 2 ngon nè. Bây giờ Venom lên 2 mình chết chà, cũng không có chỗ để vào, nó thật sự luôn. Đúng kiểu là không có chỗ để vào luôn. Bây giờ power. Power là anh em búp cho con chó một cái lượng giáp cũng ổn đi. Xong rồi 2 đỏ, 150 máu toàn team. Nó nhiều lợi ích hơn là việc là bây giờ anh em đưa một con Venom 2 vô. Đưa con Venom 2 đương nhiên là mạnh rồi, nhưng mà cái lợi ích toàn team nó không có nhiều. Cho nên để im như vậy đi, rồi để level sau level 7 thôi. Level 7 là mình có rồi, bây giờ là mình 40 tiền à. 40 tiền mình level 7 tới nơi rồi, mình level 7 mình để con Venom vào trước. Hoặc là nếu mà mình kích được rồng thêm, rồng 2 mình để 3 rồng vô, mình bỏ Warrior với đỏ đi. Là mình kích được 3 rồng. Venom 2 là cũng gọi là phun nước miếng, cũng tới công chuyện rồi đó. Ok. Ok. Ok, được, được không ta? Trời sao bị hét hoài vậy? Má, bị hét hoài luôn á. Hai cái bộ chó này điên à, bị điên à, hét hoài vậy. Cái con Defector này mất dạy nhất là sao nó hét. Nó hét là chỉ mới cột thời gian hơi bị lâu luôn. Ok, bây giờ mình xả tiền rồi ông ta, bây giờ xả tiền là 12 tiền đủ luôn là mình vẫn còn 40 tiền luôn á. Bây giờ mình xả tiền mình còn 40 tiền mình để con Venom vô được nè. Cũng khó thiệt. 6 hả? Mình mới level 6, tụi nó level 7 hết rồi. Ok, từ từ đi, từ tính, không sao hết. Thắng thì thắng, thua thì thua thôi, gì đâu. Bây giờ lắc quá, dạo này Đức Cáp bạn ơi. Hôm qua mới nghe cái tin Đức Cáp mà nghe nói là phải sửa gần hơn 1 tháng mới xong. Vải đái Đức Cáp rồi sửa hơn 1 tháng mới xong. Rồi hôm qua có tổng đài net gọi xuống báo hỏi anh xài net có ổn không. Đức Cáp hỏi ổn không. Khó chịu thiệt. Má thua thằng này ghê chứ. Ôi má, mất cái chuỗi nhưng không sao. Mất máu không có nhiều. Đó bây giờ úp cấp nè. Úp cấp này là hợp lý nè. Đấy 50 tiền nè. Giờ mình để con này vô. Rồng vẫn chưa lên nha bạn. Rồng vẫn chưa lên nha. Vậy mới khó chịu chứ còn mình để im thì nói gì. Vậy mà để vô nó vẫn thiếu rồng. Bây giờ phải như con rồng ra 2 đi chẳng hạn, hoặc là thí dụ như con rồng 1 tiền mà 2 sao đi, nó cũng trâu vậy. Nó cũng hơn 1000 máu vậy, đúng không? Nó cũng hơn 1000 máu vậy nhưng mà nó lại không có. Nó không có mới thú vị chứ nó có thì nói mẹ gì. Thằng này có cái chuỗi nha, ăn được thằng này là ngon lắm nè. Thằng này có cái chuỗi. Thua luôn, thua thằng này luôn. Thằng này sao trâu dữ vậy ta. Mà cái con Defector thằng nào cũng ôm hết vậy. Defector thằng nào cũng ôm vậy. Có cái vấn đề gì không vậy ta. Thằng nào cũng ôm Defector hết. Bị khùng à. Bây giờ là mình có 5 rồng rồi đó. Nhưng mà bây giờ 5 rồng của mình để vô nó tốn tới 5 slot lận nha. 5 rồng nó tốn tới 5 slot lận. Cho nên bây giờ up cấp nè. Nó up cấp kiếm 5 rồng cũng được. Nhưng mà chưa có già 2. Trời ơi. Già 2 không biết là có ăn tiền người ta hay không đây nữa. Mà không có một già nào luôn. Chứ già 2 cái gì. Già 1 còn chưa ra nữa thì già 2 kiếm ở đâu ra. Khó thiệt sự luôn. Nói chung là chơi game như vậy đó. Không có gì quyết định được các bạn. Nhưng mà không, mình bỏ được 20 con tướng ra khỏi bộ tướng rồi thì tỷ lệ ra những con tướng mình được chọn hoặc là mình đang có nó phải cao chứ. Ôi nó lắc kìa, nó lắc thật sự luôn. 500 binh à. Ôi ôi không, nhưng mà thằng này thì ăn được, thằng này thì ăn được. Ok, bây giờ sẵn tường úp 8 luôn. Úp 8 mình có tiền mà, mình có tiền mà, mắc gì đâu mình ngại bạn. Có sách là cũng là 8 sách rồi. Sẵn đường úp 8 luôn. Úp 8 để con, thật sự úp 8 bây giờ không biết để con gì vô. Úp 8 bây giờ mà không biết để con gì vô bạn. Ok, úp thêm phát nữa, úp luôn rồi đó. Bây giờ để con gì vô cũng chưa biết luôn. Nếu mà giờ đưa con này vô thì cũng chỉ có 4 human, 4 phép thôi. Khó thiệt. 5 rồng thì cũng chưa có đủ slot á. Bây giờ 5 rồng cũng hơi khó. 5 rồng thì bây giờ có thể lấy con Shining Archer ra với lại con Lemon Wizard ra 5 rồng. Xong rồi con nào gánh đam thì anh em không thấy. Anh em chưa thấy. Dạ chưa có. Lemon Wizard 2 cũng không luôn. Không lẽ để chó với Argeligan 2 gánh tim thì nó lại hơi sai quá. Ok. Ok, được. Wow. Mẹ ơi, vậy rồi sao? Trời ơi, thua luôn. Ok, mua cái trứng này được. Cái trứng này là nó có điểm nha bạn. Trời, 800 binh. Vãi, lắc qua bạn ơi. 800 binh, hàng chi sao giờ hôm nay vô Facebook đồ này kia đó, YouTube đồ nó gào thét quá. Gào thét quá tại nó lắc các bạn, chịu thôi. Chịu thôi, đứt cáp mà. Việt Nam mình thì bạn biết rồi đó, cái cáp nó chắc dữ lắm. Cáp nó chắc dữ lắm. Mà một năm giống như cái cuối năm trước cũng vậy. Đứt cáp từ tháng 11, sửa tới tháng 3 mới xong. Sợ thật sự luôn, qua Tết mới xong luôn mà. Đứt cáp tháng 11 qua nhà sửa tới tháng 3 mới xong, gần 4 tháng trời. Không phải là do là mới sửa xong cái là đứt tiếp lần nữa, là coi như là nó liền mạch luôn. Là lúc nào mạng cũng lắc hết. Cái đó chịu bạn, cái đó thì gọi là thua. Bó tay, không cách nào giải quyết được. Nhiều bạn vô hỏi mình anh ơi làm cách nào cho đỡ lắc. Mình nói mình cũng chịu luôn, mình cũng không biết làm cách gì. Rồi bây giờ xài cáp quang đó, 1000 binh kìa bạn thấy không? 1000 binh kìa. Binh đỏ lét. Bây giờ xài cáp quang không được, chuyển qua 4G. 4G không được thì chắc là chỉ có nước mà chờ mua cái điện thoại 5G đó. Xong mua cái sim 5G về xài. Chỉ có cách đó thôi, chỉ có cách đó thôi chứ không có cách nào khác hết. 4G không được thì 5G. 5G thì điện thoại mới bây giờ thì chắc là 5G cũng nhiều. Nhưng mà cái sim 5G mắc tiền nha. Cái sim 5G mắc á. Cái sim 5G bây giờ kiểu giống như nó nhưng mà nó lại chưa có theo kiểu là giống như là rộng rãi quá nhiều đó. Giống như ở thành phố á, thì 5G nhiều. Nhiều chỗ xài 5G mạnh còn hơn mà mạng anh em ở nhà luôn á chứ. Nhưng mà có cái là nó ra khỏi chỗ đó là bắt đầu nó không có 5G nữa, nó chuyển về 4G. Chà, đó rồng thêm, nếu mà rồng lên 2 được là tốt rồi. Bây giờ chỉ cần mà rồng lên, đâu giờ lên được 2 luôn, nói là lên được liền nha. Bây giờ sách thì có thể lên được level 11 rồi đó. Sách thì bây giờ có thể lên được level 11 rồi đó, nhưng mà đi phép mà anh em lên chỉ level 11 thôi á, thì nó phí lắm. Đi thì đi thượng đẳng luôn nha mình. Đi thượng đẳng luôn, anh em kẹp khống chế 5 rồng mà anh em thoải mái. 6 slot bên trái của anh em á là có đủ mana giai đoạn đầu luôn. Siren cũng là được nè, Tsunami cũng được nè. Miễn là con nào có hiệu ứng khống chế mà gọi là cần phải kích hoạt giai đoạn đầu luôn á, chơi cho mình. Chơi cho mình nằm 6 slot bên trái nha. Bên trái là sao? Bên trái là bên trái mà cờ. Ví dụ như bây giờ là con Orkmet nè, con Shining nè, con cái con The Saw thì không tính. Những cái con nào mà không có mana đó thì nó không tính trong 6 slot đó. Dù anh em có để đó nó cũng không tính luôn. Cho nên là nó chỉ tính những cái con mà có mana thôi. 6 con bên trái đội hình là nó sẽ kích hoạt được mana đầu tiên luôn, là anh em có thể chơi theo kiểu là vô là hiệu ứng liền, vô là giống như Tom Saman cũng được. Nhưng mà Tom Saman hồi trước thôi, chứ còn Tom Saman bây giờ nó phế vật. nó chỉ có hiệu ứng câm lặng thôi. Chứ còn hồi đó nó cái tôm Shaman không chỉ có câm lặng không đâu, mà nó còn có một cái lượng đam rất là khủng khiếp luôn, không thua gì Dark Spirit nha anh em. Nói luôn là cái tôm Shaman không thua gì Dark Spirit cả. Dark 1 không bao giờ bằng con tôm 2, khẳng định anh em vậy luôn. Con Dark 1 mặc dù nó rút theo phần trăm thiệt, nhưng mà không bao giờ bằng con tôm 2, tôm Shaman 2 sao. Đặt một cái dòng một cái mà nó hồi đó nó rộng lắm nha, bây giờ nó hẹp lại mà đam nó giảm đi, cho nên là cái con đó bây giờ nó chỉ thuần tí là một con mang hiệu ứng thống chế thôi, không phải là một con gây đam. Nó tôm Shaman bây giờ ít người sử dụng là tại vậy. Hồi trước á nó ngon tới mức mà giống như đội hình nào anh em cũng có thể kẹp vô luôn, nhưng mà cái đó là chỉ là những cái mùa đầu thôi. Những cái mùa sau người ta thấy được cái vấn đề đó cho nên là nép con tôm Shaman bây giờ là nép gần như là chết luôn. Nép gần như là chết luôn mà. Tại vì không có thể nào dù một con vừa có cái câm lặng to như vậy mà mang một cái lượng đam lớn như vậy được. Quá khó, cho nên là bắt buộc là phải nép cho chết luôn. Cho nên con tôm Shaman bây giờ nó không chỉ bị nép kỹ năng mà nó còn nép chính nó nữa. Máu thấp hơn nè, kháng phép không có, hồi đó kháng phép là có nha. Giáp giảm xuống luôn, cho nên là tôm Shaman bây giờ 4 tiền thì nó chỉ là một con tướng khả năng cao là chỉ để kích cái bộ Shaman hoặc là bộ đỏ, còn lại là mang hiệu ứng khống chế theo kiểu câm lặng thôi, chứ không phải là một con gây đam, cũng không phải là một con tăng. Con tôm Shaman hồi đó dùng được nhiều vị trí lắm, luôn á, nhưng mà bây giờ thì ít rồi. Chứ nói chung là bây giờ nó gọi là nó kêu bằng ta gì, kêu bằng gì rồi, công nghiệp quá rồi. Nó không còn dùng nhiều vị trí như vậy đó. Nó đơn giản lắm. Bây giờ thì chỉ câm lặng, đưa thích câm lặng đúng không, đưa tôm Shaman vô, chứ còn không thích thôi hết cái để dùng. Hồi đâu giờ đâu có tăng nổi, giờ một con tôm 2 đâu tăng nổi nè em. Hồi đó con tôm Shaman 2 ôi già 2, trời đất ơi, nó phải vậy anh em à. Không ra thì thôi, 25 hiệp không ra một con già nào luôn, ra hẳn 2 con có cái trứng luôn để phát lên thành rồng già 2 luôn. Bây giờ đi 5 rồng luôn mà. Bây giờ đi 5 rồng luôn đó, vẫn có human mà, đi 5 rồng nè. Già nè, rồng 2 tiền nè, rồng 1 tiền nè, rồng 3 tiền nè, chó nè, với lại ra nè. Tất cả những con này đều nhận được 100% ma năng đầu tiên hết luôn. Mà già trưởng là không có đùa nha anh em, già trưởng là không có đùa. Xin lỗi, già trưởng là không đùa. Già trưởng này là trưởng là ăn tiền nha, chứ không có đùa nè. Coi nè bạn, về già 2 trưởng nè. Nè bạn nhìn già 2 trưởng cho bạn coi nè, già 2 trưởng nè, gồng nè, trưởng chết mẹ luôn nè. Xoẹt, có cái khỉ gì nữa đâu bạn. Trưởng khác nào giống như là sinh lai mẹ đâu, lao sàn hả, sạch bách luôn, thấy chưa. Cái đó là mới, là cái này là chưa đủ 6 phép nha. Cái này là chưa đủ 6 phép nha anh em. Cái này bây giờ mình lên 6 phép luôn, 6 phép 5 rồng trưởng quải luôn. Trưởng quải luôn. Cái này là mới có 4 phép thôi. Up level 6 phép trưởng cái ăn tiền luôn. Bây giờ 6 phép thì cũng bây giờ nếu up 1 level có thể thay chó ra, đưa con Lemon Wizard vào, dẫn được với đồ human, đưa con Orc Mage vô là có thể đi 6 phép. Có thể đi 6 phép như vậy được. 6 phép già trưởng chắc chắn chết, chạy đâu được nữa bạn ơi. Đâu cần tới 9 phép. 9 phép già trưởng chắc chắn chết rồi. Già trưởng chắc chắn chết rồi. 6 phép thôi là già trưởng đã chết rồi bạn. Không có đỡ được đâu. Không có đỡ được với cái lượng đam đó đâu bạn. Mình nói thẳng như vậy luôn. Dù bạn có lên, trừ khi bạn lên vĩnh hằng hoặc là vận mệnh thôi. Chứ còn mà tăng kháng phép á, còn không thì bạn có phải giảm sát thương theo kiểu là vĩnh hằng. Nên nè, chưa đủ 6 phép nè. Mằng này là đỏ nha, chưa đủ 6 phép mà đỏ nha anh em. Mà đỏ mà trưởng còn con nhiêu đây máu nè. Không có đỏ coi chết không, chết mẹ luôn chứ ở đâu mà không chết. Mà chưa có 6 phép nha. Ôi, cái đam con già đỉnh vậy. Đam 10.000, không lẽ một số nào luôn. Đam 10.000 nha, ghê thiệt. Đam 10.000 căn đấy. Nhưng bây giờ phải làm cái cách nào để mình set up 6 human. Mình muốn lên level 12. Mình muốn lên level 12 cho nên mình đang cố gắng set up 6 human. Chứ còn phép bây giờ, ui 6 phép trưởng chắc chắn chết rồi, chạy đâu nữa. Cho nên bây giờ dù nè, bây giờ bạn nói 6 phép bạn đi 4 cá, ừ thì còn có khả năng 4 cá, nhưng bạn phải cộng thêm giảm sát thương, trang bị giảm sát thương nữa thì may ra bạn mới không chết. Chứ còn 9 phép mà bạn để 4 cá vô trưởng là đi luôn, đi hẳn luôn, già trưởng chắc chắn chết, không có chạy được. Già trưởng chắc chắn chết. Cho nên là 4 cá với 9 phép để vô giống như là làm cho đẹp đội hình vậy đó. Giống như kiểu là Campuchia đá với Brazil vậy đó, đưa 11 thằng vô cho đủ đội hình vậy thôi chứ chắc chắn thua rồi, không có chạy đâu được. Mà kiểu giống vậy, nó không có chạy đâu được, nó thua là cái chắc rồi. Chủ yếu đưa 11 thằng vô cho đẹp đội hình vậy thôi. Chứ giờ đưa 1 thằng vô cũng thua, mà đưa 10 thằng vô cũng thua thôi. Vậy không? Nó giống như kiểu vậy, nó chênh lệch mức lớn vậy đó. Cho nên mình nói rồi, 9 phép mà đã đụng tới cái mức mà già có trưởng rồi đó, quên đi cái chuyện mà đép. Quên đi cái chuyện mà đép không có trưởng bằng 4 cá đâu, 4 cá không có tới. 4 cá là không thể phải không? 4 cá không phải là không được mà là không thể. Mà lắc tới mức mà xài sách cũng không được. Ngàn binh vậy thì còn chơi con mẹ gì. Đây nè, 6 phép nè. 6 phép dù bạn có 4 đỏ, 6 đỏ, 10 đỏ gì không cần quan tâm, trưởng chết luôn, trưởng chết nè. Bạn coi già trưởng nè, một đường đi hết, xoẹt, có khác nào sinh lai lau sàn đâu bạn thấy chưa? Một đường đi sạch. Ôi giời. Cái đó là đỏ đâu, đỏ nãy trưởng đâu có chết. Đỏ nãy trưởng đâu có chết, nhưng bây giờ chết. Bây giờ chết chắc. Bây giờ có 8 đỏ, 10 đỏ mày cho mày 12 cá luôn, chứ đừng có 4 cá, 12 cá luôn. 6 phép trừ 90% cái kháng phép đối phương, 90% nha. 4 cá giảm tăng có 60% hay là 70% gì kháng phép thôi. Cho nên là cả có 4 cá đi nữa thì 6 phép nó vẫn trừ nhiều hơn cái việc mà 4 cá nó cộng thêm. Nó trừ lúng luôn. Còn 9 phép thì nó trừ 100 mấy thì không thể nào chịu nổi bạn. 9 phép nó trừ 110, 120% kháng phép gì đó thì trưởng cái thì có nước mà âm vô máu luôn. Nó trưởng thằng này mà ba má nhà nó chết luôn chứ. chứ nói gì mà tới mà cái việc mà đi 4 cá. Cho nên nói thiệt luôn, 4 cá sẽ bị làm lại không lâu đâu anh em à. Trời đất coi, cái này thì thôi lấy cho mình cái vĩnh hằng. 4 cá sẽ bị làm lại, và làm lại theo cái mướng là để vô là nó sẽ giảm sát thương, chứ nó không phải là kháng phép nữa mà giảm sát thương luôn. Giảm sát thương theo kiểu là bạn hỏi tại sao có cái vĩnh hằng á, cái con mà cầm vĩnh hằng á nó lại sống được trong khi nó không có kích hoạt cái miễn nhiễm sát thương. Tại vì nó có cái giảm sát thương, giảm 30% sát thương là một trong những cái mà nó kinh khủng nha, tuyệt vời luôn. Cái đó là một trang bị cuối rất là ổn định luôn. Tại sao 30%? Thí dụ như người ta gây 1000 đam, bạn chỉ nhận được có 700 thôi. 30% kia bốc hơi, bốc hơi rồi còn phải dựa vào kháng phép nội tại nữa đó. Cho nên là rất là ổn luôn. Lên mà ông nói thiệt luôn, ông nào mà lên cứng tới mức mà lên được cái vĩnh hằng với lại cái bạn ơi á, thì thôi cút luôn, chịu phép trưởng không ăn tiền luôn. Lên cái bạn ơi là tăng kháng phép, là tăng giảm sát thương nữa. Trời ơi, đó đỏ hả? Có đỏ không? Không có đỏ, mày đen lắm mày mới gặp tao chứ không có đỏ. Mày đỏ là mày không có gặp tao rồi, mày đen lắm con à. Trưởng cái này là mày đen lắm mày mới gặp tao, chứ còn đỏ mày không có gặp tao được. 1 2 3 4 5 6 thiếu đưa con môn rồng 1 tiền này không cần kích hoạt. 1 2 3 4 5 6 đó đủ, từ dưới tính lên cũng được. Nhưng mà Lemon Wizard để đây nó kệ, Lemon Wizard cũng được. Chứ giờ đâu còn con gì, thôi kệ. Và đưa con Phantom Win thế con chó cũng được, nhưng mà thôi. Dù gì mình cũng phải đưa kích hoạt bên đây mà. Doom mình mua trước cũng hay nè. Doom chút nữa đưa vô cộng với Rim Tất nè, rõ Rim Tất cũng được nè, thấy không? Cả 2 cặp lặng tuyệt vời luôn. Ôi, ôi già ba. Ghê đấy chứ, ghê đấy nha, già ba là ghê đấy. Ôi, già ba nè. Mày ghê với tao hả? Ghê chứ bộ. lên được già 3 là cứng cứng ấy. Cũng may là mình lên được già 2 chứ. Trước cái chiến nó mà lên già 3 trước thì mình chỉ có nước. À không, già 3 của ông cố này là Saman biến về. Trời ơi. À được, Saman mạnh chứ. Saman mới được búp mà. Ai nói Saman yếu, vả vào mặt chết liền. Saman mạnh lắm nha. Cái tỷ lệ cộng 2 tiền của nó rất là nhiều, cho nên bây giờ 4 tiền 3 sao với là 5 tiền 2 sao là dễ ra dữ lắm luôn. Cho nên là khả năng cao là tụi nó ôm Saman cũng khá là nhiều. Về cuối trận kiểu như không biết xài cái gì á, kiểu như tao cũng không biết dùng cái gì á, thì tao sẽ dùng Saman tao để vào cho nó chắc ăn. Còn bây giờ bạn coi Doom câm lặng nè. Doom câm lặng, đâm câm lặng, trời ơi, câm lặng con đó thì già trưởng kiểu này thì chỉ có nước mà điên thôi mà. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like, anh chưa bấm đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ channel mình, nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim, tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người, dưới đây là một like và đăng ký đó, ủng hộ mình nha. Anh em nào mà có điều kiện nhớ đăng ký hội viên nha. Cảm ơn.